Rồi bây giờ thầy sẽ làm theo cái video này. Đây là những cái đĩa tạo ra điện 220 quấn trên những sợi dây đồng. Các bạn thấy điều phi lý nè. Thứ nhất là các em này không có biết về điện. Nếu mà có từ trường á, thì sẽ không bao giờ để cái thang này mà các thầy bạn thấy không? Sẽ không bao giờ mà ra điện DC được. À, ra AC nha các bạn. À, em này đo vậy là sai. Cái thứ hai là các bạn thấy có 7V thôi mà 24 cái đĩa thì làm sao ra được 220 nó chỉ ra là 168 thôi em này đầu tư rất là công phu từ si đổ keo cho tới công phu và là quấn cái đĩa này rất là lâu và tôi thử quấn cái đĩa này cho các bạn xem cả tiếng đồng hồ à, mới xong rồi như vậy thì đây là những cái đĩa mà tôi đã tìm được ở các vựa dây chai để làm cái video này à, cho các bạn xem để giải mã thực hư có điện hay không nó có nhiều hay ít đó các bạn hãy 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 xem để các bạn phân tích cùng với tôi ha đầu tiên thì cũng khoan cái lỗ giống như các em đó đây ha và dùng dây đồng quấn thì các bạn biết rồi cơ bản mà từ trường sinh ra trên quay vòng quanh trên một cái cái cuộn dây đồng mà loại nhỏ đó dây nó nhỏ thì nó sẽ tạo nhiều vòng thì nó sẽ tạo ra cái điện thế cao cao hơn là những cái à, dây đồng to mà mình quấn xung quanh ở cái, cái khu vực từ trường Thì cũng khoan hai lỗ như thế này và bắt đầu tôi sẽ quấn dây đồng Đầu tiên thì tôi sẽ quấn dây đồng nhỏ trước Dây đồng nhỏ trước để cho các bạn thấy là Nếu dây đồng nhỏ mà quấn nhiều vòng Thật sự ở đây nó có từ trường, nó có bắn dẫn, nó có cái gì đó à, Nhưng mà nó tạo ra dòng điện thì nó sẽ tạo ra được bị nhiều hơn Rồi bây giờ mình sẽ dùng dây đồng là 0.1 nha các bạn 0.1 Đĩa thì có rất là nhiều video ở nước ngoài làm à, Đĩa là nói là đĩa trắng cũng không có ra điện Đĩa tím ra điện tôi làm đĩa tím luôn Đĩa tím trước thì các bạn thấy nè thì tôi quấn quấn y như video clip nha các bạn xem video này mang tính chất học hỏi về kiến thức và giải trí chứ không phải là hướng dẫn cho các bạn làm nha để mà tốn kém tiền bạc ở trong này đó thì tôi cũng thấy rất là 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 sự phi lý và phản khoa học nên muốn làm một video giải mã như thế này để cho các bạn trẻ không được lầm lẫn về năng lượng free như thế này nha và nhiều cái video mà nói về nước, đó. nước thì sẽ không à, sẽ có những cái quy lực của nước thì mình sẽ à, cố gắng sẽ làm cho các bạn à, những video đó. Nhưng mà cái đó nó làm vật tư nó hơi tốn kém. Rồi bây giờ các bạn thấy không? Quấn xong là trừ hai cộng dây đồng ra. Và hai cái dòng dây cộng dây đồng này nè. Đó, hai cộng dây đồng này đó, là tôi quấn rất là nhiều vòng luôn. Nếu mà nhiều vòng đó, thì cơ bản về nguyên lý vật lý thì nhiều vòng thì nó sẽ tạo ra dòng điện dây nhỏ sẽ, nếu có điện thì nó sẽ tạo ra dòng điện. À, nhiều hơn và mạnh hơn đúng không các bạn rồi bây giờ mình sẽ tạo nè và mình sẽ làm dây lớn luôn bằng cái 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 trong cái video mà à, vừa rồi của các bạn đã làm ha rồi bây giờ mình sẽ để hai v thôi không cần 10 v hai v thử nó có ra một tí xíu điện này hay không và mình đã làm rất là nhiều video dự án mà mà, mà cuộn dây đồng mà xung quanh làm sóng điện thoại đó các bạn quay lại xem không có một tí điện nào hết các bạn cái nhảy nhảy đó là do cái gì các bạn biết không cái tay của mình đó điện ở trong người mình á nó phát ra nó còn mạnh hơn là cái đĩa này nữa à, mình chiếu với ánh nắng mặt trời này các bạn thấy không ở đây thì góc độ đây thì nó chưa có đủ tự tin cho các bạn nha mình sẽ ra nắng cho các bạn xem coi nó có một mv hay là một tí xíu volt này không hoàn toàn là không nha các bạn hoàn toàn là không bây giờ mình sẽ quấn OLED à quấn OLED để các xem nếu con led đó, nó sáng thì ở đây nó có điện nha rồi bây giờ mình đem ra ngoài nắng luôn để cho nó nó thực tế nó thực tế hơn rồi bây giờ nè các bạn thấy là con led nó đo sáng mình đã quấn cho đo sáng rồi ha rồi bây giờ tôi sẽ đem ra điện đem ra ngoài nắng xem như thế nào hàng là luôn cho chắc để nhiều khi các bạn nói có cái bạn mà đó đó bạn nói là hàng chưa có chắc nhiều khi nó chưa có sáng và những video như thế này thì các bạn xem chỉ giải trí nha các bạn giải trí thôi rất là nhiều người người ta làm những cái này là những cái trò giải trí gọi là trò giải trí trò lừa đó đó nhiều khi các bạn phải có những kiến thức Những cái video thí nghiệm như thế này à, Thầy Mò sẽ làm thí nghiệm cho các bạn Để giải mã được các bạn mới biết được Những cái trò này là những trò ảo thực Và nhiều khi tại sao các bạn nói nè, Tại sao nó sáng được mà các bạn kia làm sáng được này kia đó Thì các bạn xin thưa Trên app bây giờ người ta chỉnh mất đi cái nền xanh à, Nền xanh á Thì người ta câu sợi dây điện màu xanh Thì người ta bỏ sợi xóa dây điện màu xanh nó được nha các bạn Xóa được đó Bên điện ảnh á này là bên phần mềm đó mình làm cũng được nữa nha các bạn. Đó, mình câu qua để nó coi sáng miếng nào không. Không sáng một miếng nào hết. Ánh nắng mặt trời rọi vô nó cũng không có một tí xíu nào về mV hết. Nó còn thua cái video vừa rồi tôi làm quấn những cuộn dây đồng. Để phát sóng điện thoại nữa, nó còn bao nhiêu còn vài mV. Còn cái này nó không có một miếng nào hết. Thì các bạn có nên làm không? Bây giờ nè, cái dây này á nó lớn quá thì bây giờ mình Đổi dây lớn được không? Chút xíu tôi sẽ đổi dây lớn cho các bạn luôn Bây giờ mình chỉnh qua AC nè các bạn DC cũng không có, mình AC cũng không có Mà nguyên lý, vật lý là nó là Là AC nha các bạn Khi mà từ trường chuyển động quanh à, Quanh cái à, Có nghĩa là khi mà 500 á Chuyển động quanh cái cuộn dây à, Ở khu vực nó có từ trường Thì nó sẽ sinh ra dòng điện AC nha Phải mới dùng diode mình mới biến ra Điện DC được về cái kiến thức cơ bản đầu tiên mà các bạn đã làm video, đó, à, các bạn đã thí nghiệm thì các bạn cũng biết. Rồi bây giờ đây nè, đây là dây 0.6, à, tôi làm y như video luôn ha, quấn tổng cộng là 46 vòng ha, tôi làm y video luôn cho các bạn xem, coi xem nó có một tí xíu điện nào nữa hay không. Và mình nói là các bạn ha, đây là video để các bạn giải trí, không phải là video để các bạn làm theo các bạn làm theo thì vừa tốn tiền vừa tốn như thế này thế nọ rất là nhiều và làm sai lệch cái kiến thức của giới trẻ thì các bạn biết rồi cái video mà vừa rồi mình tin mình đưa ra ở đầu ở đầu cái video này nè các bạn thấy nè là video làm rất là tốn kém hai ba chai cái OBC á là đổ keo đó rồi dây đồng rồi đĩa rồi bỏ công cán rồi rất là nhiều công phu nên bù lại người ta có lượt xem rất là nhiều thì cũng cũng xứng đáng về cái lượt xem về cái công bỏ ra đi nhưng mà phải chỉ rõ ra cho người ta biết đây là video để giải trí. Đằng này không thì không được để làm sai lệch cái kiến thức của giới trẻ. Bây giờ mình sẽ quấn cái này nha các bạn. Mình sẽ quấn y như là video luôn của của người ta làm luôn để cho các bạn có được cái niềm tin. Và ba à, mỗi video mà thầy Mò đăng lên đó là được kiểm duyệt hết. Có nghĩa là những kiến thức của thầy Mò đưa cho các bạn đó là những kiến thức cơ bản và thầy Mò làm được thì các bạn phải làm được đó còn cái này là mang tính chất giải trí các bạn phải nhắc lại các bạn nè mang tính chất giải trí thôi không được làm và các bạn hãy quan sát những cái video như thế này để tăng thêm lượng kiến thức của mình để mình chọn lờ chọn lọc được những cái video và những kiến thức ở trên mạng kiến thức về trên mạng nó đèn tràn lan đại ngãi hết nó rất là nhiều cái kiến thức người ta câu view câu like hay là người ta muốn làm để cho người khác xem mà không mang lại một cái giải, một cái lợi ích về giá trị về tinh thần về giá trị về kiến thức thì các bạn phải biết chọn lựa thông thái mà xem à, về tin tức nè, rồi về kỹ thuật nè, rồi rất là nhiều thứ. À, bây giờ ai cũng làm được hết. Nhưng mà mình phải biết chọn lựa nha các bạn. Rồi bây giờ đoạn này mình tua nhanh cho các bạn để các bạn không phải mất thời gian. Rồi bây giờ mình có được một cái bản điện như thế này, y như là video clip trước ha. Yêu là y như là video clip của các bạn mà làm về free năng lượng đó. Rồi bây giờ có hai dây ra, hai dây này mình sẽ tước nó y như là à, cái cũ. Bây giờ ở bên ngoài nó sợi dây đồng á thì nó sẽ có những cái vỏ bọc để nó cắt điện đó. Bây giờ mình tước ra cho nó mất đi cái phần lớp ngoài. Rồi bây giờ các bạn hãy hướng mắt xem, coi chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn mới vào xem thì à, à, các bạn từ từ thưởng thức nha. Còn chưa hiểu video này như thế nào thì quay lại xem. Rồi các bạn nè bây giờ đầu tiên là mình đo sợi dây đồng nó còn nói tắt hay không nè mình đo nè kêu nè các bạn ha kêu nha lên kim rồi mình để chế độ à khi khi đó đo thông mạch rồi ha sợi dây đồng nó đã thông mạch rồi bây giờ mình để chế độ volt dc dc nó không ra một tí volt nè các bạn để rất là nhỏ volt luôn mà cũng không ra các bạn thấy không không ra không ra một tí điện nào hết bật tới bật lui bật ac cũng không ra mà bật vô nhỏ cũng không ra như vậy thì ở đây thì nếu mà các bạn nói là trong mát phải không này là nắng là ngoài nha các bạn bây giờ mình sẽ ra ngoài đường luôn lên nóc nhà luôn mình sẽ lên nóc nhà bắt con gà luôn để xem coi nó có một tí xíu điện nào hay không không lên hoàn toàn là không lên bây giờ mình sẽ bưng ra nóc nhà để xem coi nó như thế nào rồi các bạn hãy uh, uh, hướng mắt về xem coi cái video này nó có thực tế hay không đó nắng ok ha nắng quá trời nắng luôn đáng ra nó phải có một tí xíu về von chứ đúng không đằng này không có tí xíu nhiều von, chân mà làm video lên cả thế giới xem thì mình cũng thấy à, các bạn nhiều khi về làm sai lệch tôi thấy các học sinh sinh viên đó, là có những cái bạn tin tưởng luôn nghi ngờ tại vì cái kênh rất lớn các bạn rồi đi ra đây ra coi nè điện volt này cái cục pin nó lên nè cục pin có volt rưỡi mà nó lên ào 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 các bạn thấy không ào ào rồi đo cái này có lên không không lên một tí xíu nào hết trời nắng ngon lành luôn không lên một tí xíu nào hết và lời cuối cùng mình xin phiên các bạn không nên làm theo những video này rất là tốn kém và gặp cái cảnh này ở đâu chỉ cho mình